hộp nhà mới 1.6 triệu. Thì đây là cái nhà dành cho mấy bà mà hay cãi lộn với chồng đó, không muốn nằm bên cạnh người đàn ông đó nữa. Thì chúng ta có thể sắm riêng cho mình một chiếc nhà, mình có thể chui vào đó mình ngủ mỗi khi mà cãi nhau. 1.6 triệu vui vẻ. Và đây là hình của em ấy trên mạng, còn đây là hình của em ấy ngoài đời. Ui, sao cái màu hồng lạc nhách vậy? Có trên mạng cái màu hồng đậm đậm cũng đậm đậm lắm mà ta. Cái màu này mà màu hồng gì? Cái này là màu màu giống như màu be á, tôi thích màu hồng mà. Đầu tiên chúng ta có một bộ phận. Thì cái này là cái để nằm. Cái này giống như là cái sàn nhà. Đó, mình để nằm xuống. Còn cái này là giống như cái trần nhà. Đó, rồi mình nằm vô vậy nè. Cái thỏ đáng yêu quá à. Rồi. Hết rồi. Ủa, à đây. Ủa đây nè, cái cây của nó. Để mình lắp ráp vô. Tưởng đâu có nhiều đó chứ, có 3 thứ à. Sao nhạt nhẽo quá vậy ta. Tính mua cái đồ về cho lắp cho nó quằn chơi. Mà nhìn là đơn giản quá, chắc lắp vô một xíu là được liền à. Tôi là tôi không thích mấy cái đồ đơn giản vậy. Tôi thích mà kiểu quằn quèo rồi đó. Toán học hóa học áp dụng vật lý rồi vô, thiên văn đồ vô đó. Để mình mới lắp ráp được, nó mới đã cái nư tôi. Mày quá sức tắc rồi. Chứ cái này dễ quá vậy? Cũng không dễ lắm nha, chưa biết. Rồi ở đây thì người ta cho một cái cây này, nó dính liền với nhau nè mấy bà. Nó dính liền với nhau nè. Để cho mình lắp cho nó cong cong á. Có mấy cái khớp nè. Đó mấy bà cho nó vô. Nó có cái sợi dây sẵn rồi, mình chỉ cần cho nó vô cái khớp là xong à. Đó. Đó thì khi mà ấy xong thì nó sẽ vô cong cong như vậy nè mấy bà. Hả? Nó sẽ không cố định nha. Nó chỉ cong vậy thôi. Lát nữa mấy bà bỏ vô trong đó thì nó tự nó căng ra. Tương tự mình cũng sẽ làm cái cây này giống vậy. Người ta gắn sẵn hết trơn rồi nè. Đó. Chứ còn là bây giờ là mình cho nó vô cái khớp của nó thôi. Thì tính ra lắp cái này dễ dữ ta. Lắp cái này là không cần IQ vậy luôn á. IQ cũng được hết. Rồi bỏ qua một bên. Ngoài ra còn có thêm 3 cây nữa. 3 cây này là 3 cây để ngang. Không biết nữa. Không biết để ngang đi dọc gì nữa. Đi vô lắp thử nè mọi người. Còn này để chi ta? Không biết nữa, đi lát vô thử có thiếu gì đắp vô. À, cái mặt nệm của nó có hai dạng, một dạng là bông thường giống như vậy luôn, còn một dạng này là mùa hè nó sẽ mắc hơn. Tôi mua cái mùa hè nè, cái này thì nằm nó sẽ thoáng hơn. Đó. Đập cho bông nó đều ra. Mà tôi thấy nó không có được phồng giống như trên clip nha. Ồ, trên clip nó phồng dữ lắm mấy bà. Sao bây giờ nó sụi vậy ta? Hay là do mình chưa ngồi? Hay là do bông nó chưa đều ta? Rồi. Cái quỷ này thì cái này giống như là đi dựng lều cắm trại vậy á. Và bây giờ chắc là phải nhờ sự trợ giúp của một người nữa. Cái nệm này là phải hai người mới lắp được. Ở trong này thì nó sẽ có mấy cái lỗ để mình bỏ vô nè. Làm sai rồi. Đừng có thả vậy, nó búng người chị. Tao sao là chết trong thầy luôn á. Mấy bà ơi, tôi gắn lộn rồi. Lòng. Rồi bây giờ còn một cái nữa. Lắp cái này xong hết cãi lộn với bồ, lên ngủ với bồ cho lẹ. Làm lành cho lẹ. Sao mà tôi cứ thấy nó sai vậy ông? Sao trời? Cái này ngang thì đi đâu? Đằng trước cũng không có gì luôn. Tại tôi mua cái này là cái hàng ở Việt Nam mình làm, chứ cái ở Trung Quốc thì ship tới 15 ngày lận, nhưng mà nó làm được thấy ok lắm, không biết ở ngoài sao. Mà sao cái này khó quá vậy? Cái chỗ này cũng không có clip hướng dẫn luôn, tôi phải coi clip hướng dẫn của bên Trung Quốc. Mà nhìn là đơn giản quá, chắc lắp vô một xíu là được liền rồi. Tôi là tôi không thích mấy cái đồ đơn giản vậy, tôi thích mà kiểu quằn quèo rồi đó. Sau khi mà lọ mọ lần quần một buổi thì tôi đã tìm ra được cách làm rồi mấy bà ơi. Có nghĩa là mấy bà thấy cái vải này không? Đó, cái phần vải này nè, phải ở dưới đế, phải ở dưới cái đáy nha mấy bà. Và sau đó thì cái này với lại cái này, đó hai cái này sẽ là cái khung tròn, cho vô khung tròn đầu tiên gần cái viền này, còn hai cái đường trong đó, cái lỗ này và cái lỗ trong này đó, ở dưới đó nó có một cái lỗ nữa, thì tôi sẽ làm cái đuôi, có nghĩa là một con này sẽ có hai cái khung tròn, một khung tròn ở đầu và một cái khung tròn ở đuôi. Ừ ơi, banh cái này đau tai quá. Ok. Ê mấy bà ơi, tôi dựng được cái đuôi lên rồi nha. Đó, tôi bỏ vô hai cái lỗ này bên trong nè, kiểu nó đã ra cái khung rồi đó. Rồi bây giờ tôi sẽ vô tôi dựng cái đầu nữa. Đi vô đây với tôi. Tôi cho vô trước cái lỗ này đi. Đó, cho vô trước xong bẻ cong sau. Kìa, vô nha mấy bà nha. Vô với tôi nha mấy bà nha. Rồi trước vô nè. Rồi. Ok. Trời ơi, cái cây này nó chạy ra làm sao mấy bà ơi. Rồi bây giờ tôi gắn cái cây ngang vô đi, để cho nó cố định lại. Đó, cây ngang nè, mình sẽ gắn như vậy nè. Đó, gắn cái cây ngang vô là cố định cho mấy bà. À, cái màu trắng này nè mấy bà. Cái màu trắng này là cái kẹp để mình cố định á. Đó, bà đút vô cái đây cho tôi. Xong. Đó. Ok nha. Bên đây cũng làm tương tự, cũng đút vô đây.
Úp mày vô đây. Đút cái trên thì cái dưới bung nậu ơi. Nậu ơi. Đút cái dưới cái trên bung, cái trên cái dưới bung vậy trời. Không bung nữa nha. Ai cái quỷ này nó cứ sắp sáp lại nhau hoài. Khỉ gì vô đó. Bây giờ tôi sẽ bỏ vô, tôi đẩy ra nha. Nè bà bà. Rồi đẩy nó ra. Ủa cái này nó đã vô khung rồi nè. Mẹ ơi cái này nè, nó đã vô khung rồi. Cái cây này nó gần ngay cái viền luôn rồi. Mà cái này nó không chịu vô cái viền. Nó ở chỗ này hoài hả? À biết sao cái này vô cái viền rồi. Nó bung mẹ rồi. Nó bung mẹ ra rồi. Trời ơi. Bây giờ nhét vô vậy là bên này may bị chật rồi. Bên này may chật quá. Nè nó dễ bung ra quá. Nè nó bung nè. Nó bung cái một đó. Cái này không có gì bọc lại hả? Sao dễ bung quá vậy? Hay bọc ngược lại? Ừ vậy đi. Không nên cãi lộn với chồng nha mấy bạn. Thôi nói chung là mình cứ êm ấm là dễ biết, em ấm là mình ngủ bên cạnh chồng mình đi. Đừng có ngủ riêng. Ráng một cái nữa đây nè. Gắn vô nha mấy bà. Phải được, lần này là phải được nha. Ôi dạ. Trời ơi nó bung vậy ai mà dám vô nằm trời. Ok, muốn cho nó hết bung thì đẩy nó lên trên. Ok. Rồi tôi còn một cây cuối cùng nha mấy bà. Cây cuối cùng sẽ ở trên. Ok. Sau một thời gian giật lộn thì tôi cũng đã lắp xong rồi. Thì tôi bỏ tấm nệm vô. Bây giờ mà trưa nắng nóng thì tôi mới dùng cái mặt này. Còn bình thường thì dùng mặt này cho dễ thương. Mẹ rớt lên. Quầy trời. Cái nhà gì mà chịu sáo gì mà lỏng lẻo dữ vậy. Rồi cho vô. Cột lại. Trong này nó có mấy cái dây nha. Cái tôi cột nó lại luôn. Trời ơi. Cũng dễ thương nhưng mà 1.6 triệu thì hơi mất một xíu nhưng mà không sao. Vì có được một không gian dễ thương như này. Đâu nằm thử thoải mái không? Trời ơi cái nệm này mà ghi là nằm được hai người cũng rồi, tôi nằm được cái nửa người à. Cái chân phải cùng gâm gì nè. Thoải mái quá. Cái nệm 1.6 triệu nằm thoải mái quá. Ủa cái gì đây? Nhà đang ngủ mà sập vậy trời. Mệt quá. Rồi đang ngủ nó búng cho một cái là đuôi con mắt luôn rồi. Bao giờ cãi lộn với chồng với bồ nha mấy mẹ. Nói chung á là cái nhà này mình lắp lên mình thấy cũng dễ thương, cũng đáng yêu, cũng rộng rãi mát mẻ. Nhưng mà lắp cực quá. Với lại cái nhà này là chỉ một người thôi nha. Nghĩ sao mà shop ghi là hai người. Nói chung là nằm cũng thoải mái. Muốn đạp đá đi đâu đá. Ở trong này mình ngồi đó. Tôi ngồi cũng được nha. Ngồi chưa có bị đụng cái trần. Mặc dù là tôi cao nhưng mà ngồi chưa có bị đụng cái trần. Mà lắp cực thôi với lại 1.6 triệu mắc quá. Có tôi ngu tôi mới mua thôi chứ tôi nghĩ chắc không ai mua đâu. Cá ơi, mình có nhà mới nè cơ. Mình có nhà mới nè cá. Đã không, đã không, đã không. Vui không, vui không, nè, nè. Cá ơi, bị trúng độc à.